Ok, chào các bạn nha. Bữa nay mình sẽ dọn kho nha các bạn. Mình sẽ dọn kho, mình thanh lý rất là nhiều đồ nha. Tại vì mình lấy không gian để mình làm thêm mảng đầu quạt á. Tất cả mình sẽ thanh lý hết nha. Cho nên khách nào có nhu cầu á, ví dụ như bộ mấy bộ này bữa nay mình dạy mình giao hết nè, buổi sáng. Bộ chế gio di động nè, hay các bạn có thể chế xe bốn bánh đó nha. Tại vì nó công suất cao, công suất 400W cộng hộp số 1/40 có thắng, cho nên phù hợp rất là nhiều ứng dụng. Mình sẽ thanh lý rất là nhiều các bạn, có thể phân nửa cái khoản này nè. Đó, mình sẽ báo giá gốc lại để lấy thu vốn thôi. Cho nên khách nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Tối hôm qua mình đã cố gắng rất là nhiều các bạn, ngồi làm trục quạt nha. Đây là hai cái máy chuyên dụng để làm quạt này. Bữa nay mình cũng sẽ làm nguyên ngày nha các bạn, làm nguyên ngày, dừng việc đi chơi lại để trả hết đơn nha. Có thể có một số đơn đang trễ với khách á, thì mình cũng rà soát lại từ đầu tới đuôi, để đơn nào sót á thì mình sẽ thông báo với khách và mình sẽ chuyển phát hỏa tốc nha. Hỏa tốc, ví dụ như hỏa tốc đi Hà Nội tầm 2 ngày thôi các bạn, giá nó cao hơn nhưng mà mình cũng chịu nha. Những cái nào mình báo bao ship á, mình cũng sẽ chịu. Tại vì trễ đơn, có một số đơn á, khách hôm qua báo là thật sự mình sót các bạn, quản lý không tốt á. Thì hôm nay mình cũng sẽ chủ động rà soát lại và thanh lý để lấy khu vực để làm đồ quạt nhé. Lấy thêm khu vực. Và bên đây cũng vậy nha, mình sẽ thanh lý hết giá gốc lại nha các bạn. Cho nên khách nào có nhu cầu thì tiếp tục theo dõi shop nha, theo dõi kênh. Ok, tiếp tục trả đơn nha. Hôm qua thì mình đã đóng xong hết, mình đã khoan hết cốt trục rồi các bạn. Bây giờ đóng vào và gói dao nha, đóng vào gói dao. Toàn bộ như đây cộng với một hình như là khoảng 20-25 cái loại xanh này nè. Cái này thì hôm nay cũng có một bạn khác sẽ đấu nối hết và mình sẽ phải đóng trục vào và gói dao. Cho nên những khách nào đặt ngày hôm qua thì chịu khó đợi thêm một ngày nữa nha. Đó. Thì đầu cốt trục mình đã khoan hết rồi, đóng làm xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc đóng vào nó rất là nhanh. Và sau đó sẽ có một bạn sẽ đấu nối điều tốc và sẽ gói dao nha. Một bộ như vậy hiện tại á, mình báo giá lại nha các bạn. Một bộ như vậy mà luôn cái bát á, luôn cái bát nhựa, để thấy cái bát nhựa. Tại vì có nhiều khách đó các bạn. Mình không có để từng combo cụ thể á, cho nên khách cũng không biết mua như thế nào. Ok, cái bát nhựa này các bạn. Ok, bữa nay thì mình báo từng cái nha, để cho khách dễ hình dung nha, dễ hiểu nha. Chứ hôm qua có thể là cũng hơi khó hiểu. Mình ok. Đầu tiên mình gọi là món số 1 đi nha. Gọi là món số 1. Các bạn đợi mình cái. Alo. À dạ, anh mua đầu quạt đúng không ạ? Anh chat Zalo giùm em được không? Em bận tí rồi, lát em gọi lại, hoặc là anh chat Zalo đi em trả lời. Anh nhắn tin nhắn Zalo ấy. Dạ, tí em gọi lại. Dạ. Ok, xin lỗi các bạn nha. Ok, món đầu tiên mình sẽ báo cụ thể từng cái nha. Và sau đó mình sẽ chụp màn hình. Mình sẽ chụp lại, ví dụ khách nào hỏi mình sẽ dễ. Đây là món số 1 đi nha, mình gọi là món số 1 đi. Món số 1. Luôn cốt quạt. Luôn bát nhựa nha. Về luôn điều tốc đấu sẵn. À, cấp điện là chạy, hiện tại cấp điện là chạy nha các bạn. Để tím cấp ắc quy là chạy rồi nha. Để test cho các bạn xem. Cái này món số 1 nha. Tem vàng hiện tại mình hết hàng, nhưng mà bên bãi đang có, nhưng mà bên bãi giá nó sẽ hơi cao các bạn. Cho nên khách nào lấy thì hiện tại một combo như mình thông báo á, là giá hiện tại là 200 240 nha. 240.
Đó. Mình chạy ắc quy nha, 12V cực tốt, loại tem vàng. Tem vàng. 240k. Đó, là luôn cái cốt trục, luôn cái bát. Về về khách nào mà có cái quạt 220 hỏng á, mình tháo mình giữ lại một cặp chụp nhôm nha. Tháo giữ lại một cặp chụp nhôm là được nha. Ở đây là cái đế nè, còn cái phía trước á, và mình tìm mấy con ốc đó mình gắn vào là xong. Nó cũng đơn giản các bạn. Đây nè, cái này mình đã làm nè. Nguyên đầu quạt thì hiện tại thì bên mình ráp hơi chậm nha các bạn. Cho nên khách nào đặt đầu quạt như vậy thì đợi giùm nha. Còn mà khách nào mua combo về tự ráp á, thì sẽ nhanh hơn, có sẵn. Mình sẽ đặt bên bãi về, nói chung giá cao hơn một hình như 20k 40k gì đó. Nhưng mà nếu mà được một cái siêu phẩm như vậy trong mùa nóng mà thêm 20k 40k thì rất là xứng đáng nha. Cái này là giá bên bãi tăng các bạn. Họ nắm bắt được tình hình nha. Giá tăng mỗi ngày. Đó, cho nên là cái này thì bó tay rồi. Khách nào mua thì chịu giùm mình. Chứ hiện tại tình hình chung các bạn, thậm chí là sắp tới nha, một số loại là sẽ không còn hàng bán ra đấy nha. Không còn nguyên liệu nữa. Đó, tại vì nó khan hiếm rồi các bạn. Cái nguồn cung không đủ cầu á. Đó. Ok, thì cái này là ráp nguyên như vậy thì hiện tại mình bán là 340k. Nhưng mà khách ưu tiên bán cho khách nào về tự ráp nha. Cái chụp nhôm nè, trước sau nè, mình mở từ cái quạt 2.2 ra, có sẵn nha, có sẵn rồi. Đấy, mình chỉ mua là động cơ nè, kết nối điều tốc nè, bát nhựa nè, đóng cốt sẵn nè, là xong. Về mình ráp cái này tầm ngồi hí hoái một tí nha, tầm 20 phút 30 phút là xong, cho nó đẹp nha. Cấp nguồn là chạy. Cái này chính là cái quạt ở phía dưới các bạn. Mình hay giới thiệu đó, chính là nó nha. Đó, cấp nguồn là chạy nha. Bao test từng cái. Tại vì có một bạn làm á, phải test kỹ từng cái. Hôm nay mình gói giao hết cái loại này nha. Là mình báo giá nha. Số 1 à, tí mình chụp hình từng cái để hết. Số 1 340k. À 240k, xin lỗi, 240k. À, cái số 2 tem màu trắng thì cũng giống nhau. Ở dưới mình đang xài cái tem màu trắng nha. Chạy 12V, chạy qua cái adapter laptop 5A. Thì cái màu trắng này á thì nó rẻ hơn cái màu vàng 20k. Tức là 220k, cũng bao gồm cốt trục với lại mạch hết luôn nha. Về chỉ việc cấp nguồn, ắc quy là chạy 220k. Hai loại này nhé. Tiếp theo có hai loại các bạn, 10W và 20W. Hai loại này thì mình báo giá nha. 20W đóng trục. Nếu để như vậy nè các bạn, để như vậy nha, là 165k nha, 165k. Còn để như vậy nha, là 145k. Bao chuẩn nha. Cái này bây giờ cấp điện là chạy nha. Cấp điện là chạy thôi. Bạn thấy nó chạy không? Cấp ắc quy là chạy nha. Đó, gắn cánh vào là xài thôi. Thì còn cái bát nhựa là xài chung nhớ các bạn. Bát nhựa là xài chung nha. Khách nào mua bát nhựa mà mua luôn động cơ thì là 25k nữa, cộng thêm 25k bát nhựa. Bát nhựa để về các bạn ráp cái quạt á. Cái cánh này là mình làm mẫu nha, chứ không phải là cánh mình bán nha. Cho nên nhiều khách mà mua thì bảo đưa thêm cái cánh thì không có nha các bạn. Cái này mình làm mẫu nha. Đó. Thì cái bát nhựa này thì nó cũng tương đương bát nhựa này. Đó. Thì các lỗ ốc thì giống nhau hết, không có khác gì cả, nó thiết kế chung như vậy. Đó, các bạn về bát như vậy đó. Cái này thì các bạn chụp ốp nhựa, các bạn chụp lại là ok. Không vấn đề gì cả. Mạch nó rất là gọn. Cái 10W thì phù hợp cho cánh B3. Cái 20W phù hợp cánh B4 nha.
cấp điện cho các bạn xem nha. Cái này mình cũng đã làm nhiều lần rồi nhé. Động cơ không chổi than. Cái này mình làm mẫu nó hơi đảo nha các bạn, chứ không có bán nha. Cho nên nhiều khách nói ở hàng đảo nha, không phải nha. Đó. Thì tùy khách mua loại như thế nào thì sẽ có giá như vậy. Còn mua nguyên một cái cụm đầu quạt như vậy, mua nguyên cụm đầu quạt như vậy thì 10W mình bán là 245, và 20W hiện tại đang giá là 280 nha. Ok, nguyên cụm quạt về chỉ việc xài thôi, có điều tốc luôn nha, có điều tốc. Và mình sẽ, nếu mà khách nào mua nguyên cụm cái đầu quạt như vậy thì mình sẽ hỗ trợ gắn một cái cây cốt ở đây nè, cây đây nè, đó, lắp vào cây này nè, ở đây tí mình sẽ đặt hàng những cây này về thật là nhiều. Ok, thì hiện tại có 4 loại như vậy nha, 4 loại. Trưa nay á, mình sẽ lên thêm 2 loại nữa, nhưng mà hiện tại là 4 loại nha. Ok, khách mua loại nào alo shop nha.